Ẩm thực Đức Tâm xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Các bạn biết không, ở xung quanh chúng ta nó có rất là nhiều cái cây thuốc. Ở thành phố mình á thì mình ít thấy á, nhưng mà ở quê á thì hàng ngày người ta tiếp xúc với những cái cây này nó rất là nhiều, và người ta cũng đã biết đưa những cái cây này vào trong những cái thức uống hàng ngày, người ta làm nước uống giải nhiệt, uống trị bệnh rất là hay. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái món nước, đó là cái món nước sâm. Thì nói đến nước sâm á thì các bạn thấy là nó rất là nhiều, ai cũng có thể nấu món nước sâm nó được, nó rất là dễ nấu. Nhưng mà mình nấu như thế nào để cái nước sâm của mình trong đó mình uống chẳng những là nó chỉ mát cái miệng mà nó còn thanh lọc trong cơ thể của mình, và nó còn giữ lại trong người mình được những cái vị thuốc đó. Và nấu như thế nào để chúng ta uống vào chúng ta cảm thấy nó ngon, nó thơm và dễ uống để chúng ta còn thèm uống. Đây là cái nguyên liệu mà mình chuẩn bị để nấu hôm nay. Mình cũng giới thiệu sơ lược về mấy cái nguyên liệu mà mình dùng nha. Đây là cái cây lẻ bạn. Cây lẻ bạn này thì nó có một cái màu tím rất là đẹp. Và đây là cái hoa của cây lẻ bạn. Thì đặc tính của cây này là nó có cái vị ngọt, nó rất tốt cho đường huyết và phổi. Đặc biệt là những người mà bị ho do viêm họng á, thì dùng cái cây này rất là tốt. Đây là cây mã đề. Cái cây mã đề này á, thì mình dùng những cái cây mà nó đã ra hoa nó sẽ tốt hơn. Tác dụng chính của nó là nó sẽ giúp cho chúng ta lợi tiểu, lợi mật. Và đây là cây thuốc dòi. Có nơi người ta còn gọi nó là cái cây bỏ mắm á. Thì cái cây này, cái tác dụng của nó là chữa ho và nó điều trị mụn nhọt rất là hay. Đặc biệt là những cái em ở cái tuổi dậy thì á, mặt có mụn á, uống cái này thường ngày cái da mặt nó rất đẹp. Đây là cái cây ngò rí ha. Cây ngò rí hay còn gọi là cái cây rau mùi. Thì cái cây này đặc tính của nó là nó thơm nhẹ, nó có vị cay. Sử dụng cái cây này thường xuyên thì nó sẽ phòng ngừa cái việc thiếu máu trong cơ thể chúng ta rất là tốt. Và nó rất là tốt cho những ai mà bị sỏi thận hoặc là viêm đường tiết niệu. Đây là cái cây gì các bạn? Đây là cây lá dứa. Cây lá dứa người Bắc người ta còn gọi là lá nếp đó. Dùng trong các cái món ăn, món bánh, món nước, cho một cái mùi thơm rất là thơm. Thì đối với cái cây này nè, nó chữa được rất là nhiều bệnh, như là bệnh đau nhức xương khớp nè, bệnh gút nè, bệnh ho nè, những người mà ta hay viêm phế quản á. Và nó làm ổn định được cái đường huyết ở những người mà người ta bị tiểu đường rất là hay. Đây là rễ của cây cỏ tranh. Nó có cái vị ngọt, ắc gan, lợi tiểu. Và những người mà bị viêm đường tiết niệu á, dùng cái rễ này rất là tốt ha. Ngoài ra thì chúng ta còn có ở đây là rau bắp, bí lao, rong biển, la hăng quả, hoa cúc. Những cái loại này nấu cũng rất là mát, nó cũng là thanh nhiệt cho cơ thể đó các bạn. Đây là một cái phần nhỏ mình lấy ra để mình nấu cho các bạn xem nha. Ở đây nó có một cái la hăng quả, mía để chanh, rau bắp, rong biển ha, và những cái loại cây ha, rò rí, lá dứa, đường phèn, hoa cúc. Tất cả mình đều rửa sạch, nhưng mà riêng cái hoa cúc là mình không có rửa nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho vào nồi chúng ta nấu ha. Thì đầu tiên chúng ta cho vào đây là rong biển. Rồi rễ chanh chúng ta cắt khúc đập dập cho vào luôn. Mía chúng ta cũng cho vào. La hăng quả thì chúng ta bóp nát ra, chúng ta cho vào. Rồi rau bắp chúng ta cũng cho vào luôn. Còn riêng cái phần lá cây á, là một lát mình cho sau chứ mình không có cho bây giờ nha. Bây giờ chúng ta cho vào đây là 4 lít nước. Sau khi mà cho 4 lít nước vào á, ta đậy nắp lại. Chúng ta mở lửa lớn lên chúng ta nấu. Đến khi mà nó sôi bùng lên á, thì chúng ta dỡ nắp ra, chúng ta nhận đều xuống để cho tất cả các cái cây này nó được ngập đều trong nước. Khi chúng ta nhận đều rồi thì chúng ta sẽ đậy nắp lại. Và mình sẽ mở lửa thật là nhỏ. Mình mở lửa thật là nhỏ. Mình để ở đây 1 tiếng đồng hồ. Mình cho nó ngâm đây 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta mở lửa thật là lớn lên. Sau đó chúng ta mở nắp ra và chúng ta cho hết những cái phần còn lại vào trong cái nồi này. Tại vì cái phần lá cây ấy, nếu như mà chúng ta cho vào sớm á, chúng ta nấu thứ nhất là nó nhừ quá thì nó sẽ mất đi hết những cái vitamin trong cái lá cây. Thứ hai nữa là cái lá cây mà chúng ta nấu ruột á, thì nước sâm ta nó sẽ không có ngon.
nó không có được ngon ha. Thì đây lá dứa và ngò rí này và hoa cúc nữa, ba cái phần này là nó quyết định cái mùi thơm trong cái nồi nước sâm của mình. Nếu như các bạn mà có cái cây ngò già chúng ta bỏ vô thì nó sẽ thơm hơn. Còn ở đây là mình muốn sử dụng cái ngò rí này để cho các bạn dễ mua. Nói chung những cái cây ở đây là các bạn rất là dễ mua hoặc là rất là dễ tìm ha, cho nên mình sử dụng cái cọng ngò rí này. Sau khi mà nhận vô xong á, các bạn tắt lửa và các bạn để đi đây 1 tiếng đồng hồ. Sau đó thì chúng ta lược ra. Và khi lược thì chúng ta nhớ đừng lược bằng cái rây không, mà chúng ta phải có thêm một cái miếng vải gì đó hoặc là một cái miếng khăn giấy ướt, chúng ta giặt cho sạch đi, rồi chúng ta lót giữa hai cái rây chúng ta lược ha, thì vậy thì nó mới sạch đó. Thì lược xong một nước, còn một nước nữa thì chúng ta sẽ, hồi nãy chúng ta có nấu một cái ấm nước đó, ấm nước sôi đó, chúng ta cho tiếp 4 lít nữa vào trong đó để chúng ta chắc lại một lần nữa cho nó ra hết những cái cốt thuốc cũng như những cái vitamin nó còn ở trong đó. Nè các bạn nhìn nó rất là dơ nha, chúng ta phải lược. Thì sau khi lược xong á, chúng ta cho đường vào. Ở đây là 4 lạng đường, mình nấu dưới đây là 8 lít nước. Cái nguyên liệu thì lát nữa mình sẽ ghi ở cái phần mô tả nha. Để nó nguội thì chúng ta sẽ cho vô chai. Thì với cái lượng mình nấu là 8 lít nước nó sẽ ra được khoảng 24 chai. Và 24 chai này á, nếu như chúng ta uống chậm á, chúng ta để trong tủ lạnh khoảng 3 ngày là hư thôi. Tại vì của mình nó là cái nước mình nấu từ cái lá cây cho nên nó rất là mau hư. Bạn nấu nhiều mà muốn để uống lâu á, thì chúng ta sẽ nên để trên ngăn đông của tủ lạnh. Và khi nào chúng ta muốn uống thì chúng ta lấy một vài chai mình để xuống ngăn mát cho nó tan đá ra. Sau đó mình lắc đều lên và mình sẽ uống thì nó sẽ rất là ngon. Còn nếu như mà trong kinh doanh á, các bạn mà muốn để lâu á, thì các bạn phải bỏ trong cái tủ, cái thùng gì của mình á, mà mình bán hàng ngày á, các bạn bỏ đá bi vào, lúc nào cũng có đá bi trong cái thùng đó, thì nước mình để 3-4 tuần là chuyện bình thường, cũng không hề hư. Như vậy là mình đã nấu xong một cái món nước sâm ha. Thì mình chúc cho các bạn, nếu mà ai chưa nấu thì chúng ta nấu thử một lần để cho cả gia đình mình dùng nha. Mình chúc các bạn thành công. Nếu như các bạn thấy hay thì các bạn cho mình xin một like nha. Chưa đăng ký kênh thì mình bấm vào đăng ký kênh ha, để mà mình ra video sau thì sẽ thông báo cho các bạn biết các bạn xem nha. Còn nếu các bạn có thắc mắc điều gì thì cứ để lại bình luận ha, mình thấy thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.